Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang có mặt ở chùa Phúc Hải, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và trước mắt quý vị là hàng mấy trăm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật rất đẹp quý vị ạ. Bởi vì nơi đây đang có triển lãm một cái quy mô rất là lớn, quy mô khoảng 400-500 tác phẩm. Và có rất nhiều những cái cây đẹp quý vị ạ. Nhưng mà về đây thì Bà Sa Đức Huy thấy có quá nhiều những cái cây cổ. Bởi vì ở đây thì làng nghề rồi quý vị ạ, làng nghề truyền thống, nên vẫn còn rất nhiều những cái cây cổ mà các cụ để lại. Và có một cái nhà vườn thì anh ấy cũng có mấy cây xanh cổ. Và nhà vườn đó là nhà vườn của anh Thuân quý vị ạ, anh Trần Văn Thuân. Và cùng ngắm thì có em Trung, Trung của Linh Bình quý vị nhé. Chào toàn thể anh em. Anh ơi, chào anh nhé. Anh em website trên kênh Đức Huy nhé. Em Trung hôm nay cũng về với triển lãm Hải Minh. Và Trung hôm nay bắt được mấy cây em nhỉ? Em hôm nay mua được một cây anh ạ. Mua một cây đúng không? Và em mang sang triển lãm này 6 cây. À, mang 6 cây, vâng. Mua được một cây. Thế là tới đây về là được 7 cây. Xe đầy thêm đúng không? Vâng. Đi Trung thì kinh rồi. Đi là phải lồi ra. Chúng ta đã trở lại với những cái tác phẩm xanh cổ rất đẹp của anh Thuân quý vị nhá. Cây xanh dáng phụ tử. Một đôi giống nhau như hai giọt nước. Quý vị nhìn thấy từ xa như thế này. Một cái chiều cao thì cao rơi vào khoảng tầm 1m3, 1m3, 1m4. Trang ngũ phúc, con tam đa trang ngũ phúc. Một cái nối cây cổ cơ bản. Cột chậu nhìn đã quá. Và cái màu đồng quý vị nhìn đấy là từ rễ lên đến thân này. Tất cả là một màu đồng. Rễ thì đanh quánh lại rồi. Trần nóng. Đẹp mua luôn. Trần quá đẹp. Nhìn thấy độ tuổi thì rất cao. Bộ bẹ đẹp quá. Nhìn cái móng chung ơi, nhìn cái móng nó chảy này. Móng rồng này. Móng rồng chảy và tất cả vùng quanh như thế hết. Cột chậu lâu năm nó cứ đồn nó đồn thành nu hết. Dạ, yeah. Đồn nu hết. Cây chuyển từ màu đồng thành màu trắng, màu xám rồi. À. Nó đổi màu, nó đến cái độ tuổi già. Nó hóa. Già quá quý vị ạ, cây này già lắm. Và anh có một đôi quý vị nhá. Xương gọng thì quý vị nhìn thấy này. Được làm rất là sạch sẽ, công phu. Ở đây thì nhiều cây cổ lắm quý vị ạ. Nhưng một đôi xanh cổ này cũng là cái điểm nhấn của triển lãm. Cây ngay cổng vào triển lãm quý vị ạ. Nhìn thấy. Một không gian linh thiêng, cổ kính. Và những cái tác phẩm tranh cổ này thì lại tăng thêm cái vẻ cổ kính của triển lãm. Đây là cây thứ hai của anh Thuân quý vị ạ. Cây này thì Bà Sa Đức Huy cảm nhận là mặt chính hay mặt ở trong cơ. Đây, mặt này là mặt chính. Cũng một cái chân bệ như vậy. Một đôi giống nhau 1910. Chào anh Thuân nhá. Anh em vừa rồi Mỹ Trung đang chiêm ngưỡng tác phẩm của anh. Cây già quá. Mình thì hôm nay cũng được anh em Hải Minh mời sang thì mình cũng có mấy tác phẩm trực xanh và
với cái xin đem sang tham dự lễ hội cùng anh em Hải Minh. Anh mang đến mấy tác phẩm nhỉ? Mình đem tất cả 5 tác phẩm. À, 5 tác phẩm. Xanh. Vâng, vâng. 2 tác phẩm xin. Nhưng mà đến cổng thì đã em đã nhìn thấy một cây xanh dáng trực già, quá già. Cây xanh dáng trực. Cây này anh sở hữu và làm lâu chưa anh? Cây này thì mình thực ra thì cũng không làm được, nhưng mà để mua lại của các cụ ngày xưa thôi, chứ vâng. Mình thì chắc là không làm được cây này. Nghĩa là mình gìn giữ và tạo tác. Đúng rồi. Thì anh thì, sở hữu. Anh sở hữu thì đến được. Nay được bao năm anh? Mình mới sở hữu được tầm chưa đến chục năm. Chưa được trên chục năm. Chắc chắn là những cái này thì chúng ta đang thừa hưởng lại cái công lao trí tuệ của các cụ để lại. Đây là 3 tác phẩm trong sân. 3 tác phẩm trong sân. Là cây tầm trung hay là cây tầm đại anh? Một cây si thì tầm trung. Một cây si à? Thế anh dẫn em đi ngắm cây đấy của anh. Chú ơi, chúng ta tiến vào để đi ngắm tiếp những cây của anh Thuân quý vị nhá. Tác phẩm si cổ. Một cây si. Một cây si của cổ của anh Thuân. Rất nhiều anh em yêu thích ở đấy, nhưng mà chưa là anh em nào thứ nhất được cái bàn bạc. Sau một đời ngắm si cổ từ già, si cổ già lắm chứ. Đá. Cái si cổ này của anh cũng cao khoảng 1m2 với 1m33. Đúng rồi, tầm 1m2 thì nó 23 cây. Tầm 1m5. Vâng. Cây này là ngày xưa ngâm nước nên là ở mặt trên này nó già, nó sụn, nó đẹp lắm. Anh vừa chia sẻ là 5 cây nhỉ? Anh mang 5 cây đúng không? 2 cây mili. Vâng. 1 cây si và 1 cây xanh mili. Thế anh em mình đến đây ngắm lốt 2 cây của anh đi. Mới giao dịch. Cây này cũng mới giao dịch. Cây này trước của anh Thuân. Thuân giao dịch cho Trung đúng không? Anh Thuân giao dịch cho anh Dần. Anh Dần. Em lại sở hữu lại qua anh Dần. Em sở hữu lại anh Dần. Cây này bây giờ là thuộc em Trung quý vị nhá. Đấy, mình giao lưu cho anh Dần. Anh Dần lại giao lưu cho chú Đinh Văn Trung, người Ninh Bình. Vâng. Tác phẩm này quá rất là đẹp. Quá già. Nói chung là lần đầu tiên nhìn thấy cây này là thích. Khi mà được cây được hạ xuống ngắm cây là em rất thích luôn. Hướng hồn ngay, hướng hồn ngay đúng không? Nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rất là chúc mừng chú Trung sở hữu. Nói chung là cái đây là cái form dáng trực hoành. Rất là cảm ơn anh. Rất là cơ bản. Đúng rồi. Là người đầu tiên sở hữu tác phẩm. Chúng ta xin chúc mừng chú là người được sở hữu tác phẩm. Rồi. Cái người cuối cùng bao giờ là cái người được nhiều nhất. Thành công ấy. Được nhiều nhất. Cái nét cây và cái nét già. Cái này cũng trước của anh Thuân quý vị ạ. Đúng rồi. Cái này anh Thuân gắn bó bao nhiêu năm để anh bán đi? Cái này mình cũng mua được mấy năm đấy mà. Vâng. Nhượng lại cho anh Dần. Anh Dần cũng sở hữu được ít ngày. Một cây đẹp quý vị ạ. Chúng ta sẽ đi ngắm tiếp cây của anh Trung quý vị nhé. Không gian cực kỳ ấn tượng ngay trước mắt quý vị. Tại ngôi chùa Phúc Hải, một nơi rất là linh thiêng. Si bé rất đẹp. Đây mình có thêm tác phẩm si. Vâng. Đây cái si của anh Thuân này. Bé nó nét rất hay. Cũng kha khá tuổi rồi. Có nét hóa rất ấn tượng. Cây thì chỉ cao khoảng hơn 60 phân thôi. Từ mặt chậu. Một cây xanh Lam Điền mili của anh đấy nhá. Điền.
Đó là những cái đồ chơi của anh Thuân. Chúng ta nhìn thấy cái led cốt chậu. Bộ móng rất là đẹp đấy, nhưng mà mình không làm cỏ đi đúng không? Vâng. Một chút cỏ che mất cái móng một chút. Cây cũng đã có cái chân móng khá đẹp. Mặt này mới là mặt chính anh nhỉ? Đúng rồi, mặt đấy mặt chính ấy. Vâng, bởi vì mặt này thì nó có sự tương trợ giữa cá đá và cây. Cái viên đá nó rất là cổ kính cho nên muốn nó vỡ ra. Không, viên đá này anh phải để chứ. Mộc thạch tương sinh mà. Cái này bóng tàn thì cứ làm, mình cứ làm tự nhiên thôi. Đợt vừa rồi là mình có một bộ ba như thế này. Nhưng mà mình cuối năm vừa rồi là mình tuốt lá đi để chơi Tết, nhưng mà cuối cùng là gặp dép. Có mấy bỏ răm mất hai cây rồi, còn cái cây này là nó bỏ ít thì đem vào đây chơi với anh em. À. Thì có hai cây anh chia sẻ là bị hai cây kia rất là đẹp nhưng mà nó bỏ răm. Tuốt lá bị bỏ răm đúng không? Đó là những cái tác phẩm của anh Trung. Anh đang tham dự triển lãm Hải Minh, Hải Hậu Lam Định. Và quý vị yêu cây cả nước thì sẽ lại được chiêm ngưỡng một cuộc triển lãm với cái quy mô chỉ cấp xã thôi. Nhưng có lẽ là ngang với cấp tỉnh, bởi vì quy mô 400-500 tác phẩm. Và ở Hải Minh, Hải Hậu thì quý vị yêu cây biết là đây là cái lôi cây cảnh. Rất nhiều cái nhà vườn lớn ở đây. Và là cái nơi trung chuyển cây cảnh đi khắp nơi trên cả nước. Và trong thước phim này thì Bò Sát Huy bắt gặp những cái tác phẩm của anh Trung, à xin lỗi quý vị, anh Thuân tại Hải Minh và chia sẻ cho quý vị. Và đến đây thì xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.